Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta lại được gặp nhau trong chuyên mục Review Ô Cốp của Báo Thanh Hóa. Và như thường lệ, Hoàng Phương sẽ đem đến cho quý vị những thông tin về một sản phẩm đạt chất lượng Ô Cốp. Và sản phẩm ngày hôm nay đó là chè Bình Sơn, sản phẩm đạt chứng nhận Ô Cốp 3 sao của Hợp tác xã Dịch vụ Nông Lâm nghiệp Bình Sơn, huyện Triệu Sơn. Hãy cùng tôi khám phá những câu chuyện thú vị, những bí quyết làm nên chất lượng tuyệt vời của chè Bình Sơn và gặp gỡ con người đã góp phần xây dựng nền thương hiệu này. Hợp tác xã Dịch vụ Nông lâm nghiệp Bình Sơn được thành lập vào năm 2016 với mục tiêu khai thác tiềm năng nông nghiệp của vùng. Từ một vùng chè bị bỏ bê, sản xuất thủ lỗ, ông Lê Đình Tú đã mạnh dạn thành lập hợp tác xã, đưa khoa học công nghệ vào sản xuất chế biến và xây dựng thành công sản phẩm chè Bình Sơn. Chè Bình Sơn nổi bật với những đặc điểm độc đáo như hương thơm dịu nhẹ, vị ngọt hậu và màu nước trong xanh đây là kết quả của sự kết hợp hài hòa giữa điều kiện tự nhiên thuận lợi của vùng đất bình sơn và quy trình sản xuất nghiêm ngặt khoa học hợp tác xã đã sử dụng giống chè có chất lượng cao phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu địa phương trong quá trình trồng và chăm sóc các biện pháp canh tác hữu cơ được áp dụng nhằm đảm bảo chè không bị nhiễm các chất hóa học độc hại quá trình thu hoạch chè cũng được thực hiện cẩn thận để giữ nguyên độ tươi ngon và hương vị tự nhiên của lá chè sau khi thu hoạch, chè được chế biến theo công nghệ hiện đại, đảm bảo giữ nguyên các dưỡng chất và hương vị đặc trưng. Thưa ông thì chè vốn là một sản phẩm mà truyền thống rất là phổ biến rồi Tuy nhiên thì trên thị trường hiện nay thì có rất là nhiều loại chè bị pha trộn những cái tạp chất này Hoặc là cái quy trình sản xuất thì nó không đảm bảo Vậy thì đối với Hợp tác xã Bình Sơn thì uh, cơ sở đã làm những cái điều gì để đảm bảo rằng Sản phẩm chè của mình luôn là chất lượng cũng như là an toàn tuyệt đối đối với người tiêu dùng ạ Chè Bình Sơn thì có cái sản phẩm chè thì hiện tại đến nay thì nguồn gốc chè khi đưa về Bình Sơn đến nay cũng được 30 năm thì trong quá trình sản xuất từ khi lúc bắt đầu người dân đưa trà về Bình Sơn thì cũng qua quá trình nhiều thăng trầm từng bước một từ khi làm trà sau tay đến bây giờ bán uh, tự động thì để bảo vệ được những các cái, 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 cái sản phẩm trà Bình Sơn và đưa ra thị trường có chất lượng thì thứ nhất là hợp tác xã đã cùng với bà quân nhân dân để đảm bảo thứ nhất là bảo vệ từ cái lúc khi chăm sóc trà cho đến thu hoạch thứ hai bước thứ hai về chế biến thì hợp tác xã đã từng bước để cải thiện những các cái, cái máy móc để đưa những các sản phẩm nhất là không tuyệt đối không được là các cái đưa các cái tạp đưa các cái phụ gia vào thứ nhất là chăm sóc thì không đưa thuốc trừ sâu hoặc là bốn phân phân đơn đang hiện tại giờ hợp tác xã đang hướng đến đã được việt gáp và đang hướng đến cái, các sản phẩm hữu cơ và đến về qua, quá trình chế biến thì hợp tác xã rất nghiêm ngặt về cái việc để để sản xuất để đưa các cái, cái chất lượng chè để ra thị trường để cho đảm bảo để cho cái lòng tin và uống cái chè bì sơn để có một cái cái hương vị và cái chất liệu chất khác hẳn toàn cho chè trên thị trường. Vậy thưa ông thì ông đánh giá như thế nào về thị trường tiêu thụ chè trong những năm gần đây? hồi xưa thì chè bì sơn là cũng là cái chè trung du chè bán địa trồng hạt đấy nhưng đến nay thì trong quá trình thì cái chè đó đã không năng suất thứ hai là chất đưa chất lượng chè cũng không tốt thì đến nay thì hợp tác xã đã đưa uh, uh, đổi dần từ những cái chè đó tức là thay thế bằng những các chè bh một uh, chè giống lai f và bh 8. thì hiện tại và đang đưa hiện tại hợp tác xã đang đưa một số chè như chè long vân là chất lượng cao để về để, để, để cải tiến dần các thay đổi dần các cái sản phẩm uh, các cây chè như xã bình sơn này tổng diện tích chè Bì Sơn hiện tại bây giờ là có 302 chè cho nên phải từng bước và trồng mới thì ít nhưng mà thay đổi các cái giống chè ở nhưng bản địa cũ. Những sản phẩm chè của Bì Sơn thì hiện tại là bây giờ là chè đang đưa hướng hữu cơ là chè sạch và không có lộn lẫn các tạp chất và cái phù gia vào cho nên là đưa ra thị trường thì một số khách hàng quen thì người ta lâu nay chấp nhận rồi nhưng đối với những cái khách hàng mới thì người ta đang có suy bị suy là từ các cái thứ nhất là cái giá cả thứ hai nữa là cái thị trường về cái chất liệu chè không có phù gia thì đôi khi người ta đang uống quên cái chè đó cho nên hợp tác xã vẫn duy trì những các cái sản phẩm để cho uống cái chè bình sơn để có một cái, cái, vị thứ nhất là khi mà pha nước nó phải có một cái màu vàng xoánh đặc biệt riêng chè bình sơn thứ hai nữa là uống phải có vị chát nhẹ thứ ba nữa là sau sau uống xong thì sẽ có sự ngọt hậu thì khác biệt hẳn với các cái chè khác là như thế Hiện tại thì hợp tác xã có những cái dự định, những cái kế hoạch như thế nào để phát triển sản phẩm chè Bình Sơn trong tương lai ạ? Hợp tác xã thì về về sản xuất thì đang thay đổi dần những các cái kế hoạch để thay đổi dần các cái sống trà bản địa cũ để sang những cái giống trà mới. Thứ nhất là, là, tăng năng suất và chất lượng cao. Ví dụ như tăng năng suất thì có đang trà BH8 và chất lượng của trà Lai F1 và trà Long Vân. Thì hợp tác xã hiện tại đang đưa từng bước một, một để đưa để, để, để thay thế các cái giống trà. Về, về chế biến thì xã cũng từng bước để thay đổi các cái cái máy móc từ các cái máy máy móc thô sơ đến nay đang đưa từng bước về để những các cái máy móc sao ví dụ như chẳng bằng điện bằng ga để làm sao để vào những cái máy máy vòi trà những các cái công nghệ mới để làm sao đưa cái chất lượng chè để ra cạnh tranh thị trường ngoài chứng nhận ô cốp ba sao, trà Bình Sơn còn nhận được nhiều giải thưởng và khen thưởng từ các cơ quan tổ chức uy tín. Những giải thưởng này không chỉ tôn vinh chất lượng sản phẩm mà còn ghi nhận những đóng góp của hợp tác xã trong việc phát triển nông nghiệp bền vững và bảo vệ môi trường. Để nâng cao giá trị thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ, hợp tác xã cũng đã tham gia nhiều hội trợ, triển lãm nông sản trong và ngoài tỉnh, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người tiêu dùng vâng thưa quý vị trẻ bình sơn không chỉ là một sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao mà còn là niềm tự hào của hợp tác xã nông nghiệp xã bình sơn và hoàng phương hy vọng rằng à, thông qua chương trình này thì quý vị có thể có thêm được những thông tin hữu ích và hiểu hơn về những giá trị đằng sau từng sản phẩm nông nghiệp địa phương đến đây thì xin cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo nơi mà chúng ta sẽ tiếp tục khám phá và tôn vinh những sản phẩm ô cốp đặc sắc khác của tỉnh thanh hóa